Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Italia-Việt Nam và nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, vào ngày 17 tháng 3, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu giữa ông Romano Prodi, nguyên Thủ tướng Italia, nguyên Chủ tịch Ủy ban châu Âu với cộng đồng doanh nghiệp Italia tại Việt Nam. Tại buổi giao lưu này, ông Romano Prodi bày tỏ tin tưởng hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ phát triển mạnh, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Italia đóng vai trò chủ đạo. Chủ đề của buổi giao lưu là hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Italia tại Việt Nam. Ông Romano Prodi đã chia sẻ, Italia là nền kinh tế dựa trên hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển và hoạt động linh hoạt, sáng tạo, do đó sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam. Điểm nổi bật trong quan hệ song phương Việt Nam-Italia chính là hợp tác về thương mại, đặc biệt là đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Italia vào Việt Nam tăng lên nhanh chóng. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, trong tương lai, chính những doanh nghiệp này, đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng vai trò đầu tàu trong hợp tác giữa hai nước. Tôi rất lạc quan khi nói rằng hợp tác kinh tế Italia-Việt Nam về chất lượng luôn là hàng đầu, về số lượng sẽ ngày một tăng lên trong thời gian tới. Từ nhiều năm qua, Italia là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu-EU. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và của mỗi nước gặp nhiều khó khăn, trao đổi thương mại hai chiều vẫn tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 10% trong năm 2012, đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm 2013, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam đã quảng bá về môi trường đầu tư ở Việt Nam với rất nhiều thành phần kinh tế ở Italia, từ các tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực như dầu khí, chế tạo, công nghệ, du lịch, thời trang, ẩm thực, những thế mạnh của nền kinh tế Italia. Một vài năm trước thôi, giới doanh nghiệp Italia không có nhiều thông tin về nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, công việc của chúng tôi là quảng bá và thu hút họ tới làm ăn kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi giúp họ hiểu rằng Việt Nam là một đất nước thân thiện, môi trường đầu tư nhiều thuận lợi, thị trường rộng lớn và đặc biệt, chính phủ Việt Nam có nhiều ưu đãi và cởi mở với các nhà đầu tư nước ngoài. Đó là những điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp Italia. Hiện nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Italia đã thâm nhập và đầu tư thành công tại Việt Nam như Piaggio, Ariston, Bonfiglioli và Datalogics, đưa tổng mức đầu tư của Italia tại Việt Nam lên gần 200 triệu đô la Mỹ. Năm 2012, việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Italia chính thức tham gia thăm dò khai thác dầu khí tại Biển Đông, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế hai nước cả về lượng và chất.